Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt TV, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt TV sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Hậu bị chê xấu tính, Lệ Quyên không ngần ngại đáp trả anti-fan khi bị nói gây ăn tức ở với Hồ Ngọc Hà. Từng là cặp chị em thân thiết nổi tiếng trong showbiz Việt, nhưng vài năm trở lại đây, Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà không còn xuất hiện hay tương tác cùng nhau nữa. Dù cùng tham gia một sự kiện, ngồi chung một bàn tiệc, cả hai cũng coi nhau như người dưng. Mới đây nhất, một khán giả đã nhắc về mối quan hệ giữa Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà, đồng thời cho rằng nữ hoàng phòng trà đang bắt chước nữ hoàng giải trí. Cụ thể, người này nhận xét: "Em thấy chị toàn kiểu gây ăn tức ở với bắt chước Hồ Ngọc Hà, kén một miếng khó chịu. Kính chị đang đeo thấy Hồ Ngọc Hà đeo cách đây 2 năm trước. Lòng người khó đoán, trước thì chị cũng réo tên vào phe nói Hồ Ngọc Hà cặp bồ, nhiều scandal tình yêu các kiểu. Giờ chính bản thân chị lại dính vào vết xe đổ scandal tình yêu phi công trẻ. Chị thấy hài lòng chưa? Luật nhân quả không bỏ sót một ai." Trước bình luận kém duyên này, Lệ Quyên không ngần ngại ra mặt đáp trả một cách gay gắt: "Ôi, bài não à! Ma của nợ ơi, chị độc thân, chị yêu người trẻ là scandal gì thế em? Em bị thần kinh à? Là điều may mắn, niềm vui chứ. Đàn ông 30 tuổi trẻ đẹp đàng hoàng, đâu phải chị hãm hiếp trẻ gì thanh niên. Ngu, đây không phải nơi hợp với em. Về chuồng, chỗ dành cho em tu luyện đi em. Mà nhớ nếu được ăn cơm thì đừng để phí cơm nhé." Đây không phải là lần đầu tiên giọng ca giấc mơ có thật lên tiếng phản pháo những ý kiến tiêu cực. Nhưng việc cô sử dụng lời lẽ nặng nề để mắng vị khán giả kia đã khiến netizen không khỏi xôn xao. Nhiều người cho rằng là người của công chúng, Lệ Quyên nên tiết chế hơn trong lời nói để tránh gây những tranh cãi không đáng có. Được biết, từ khi công khai hẹn hò với nam người mẫu trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên nhận được vô số lời chúc mừng nhưng cũng gặp phải không ít bình luận chèm pha, mỉa mai. Dẫu vậy, Lệ Quyên vẫn luôn tự tin và hạnh phúc với những gì mình đang có, bởi cô đã qua cái thời phải nhìn ngó trước sau để giữ hình tượng. Giờ đây giọng ca tình lỡ đã có thể trút bỏ những gánh nặng không đáng có và vui vẻ với những gì ở hiện tại. Trước đó, ồn ào Lệ Quyên bị chuyên gia gốc Việt nổi tiếng chỉ trích xấu tính trên mạng xã hội cũng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, trên Facebook của một makeup artist đã up hình ảnh khoe ảnh makeup mới của Lệ Quyên. Ngay dưới bình luận, Hùng Văn Gô để lại bình luận không ngại nhắc thẳng tên Lệ Quyên. Anh viết: "Con người tính xấu như vậy không có makeup nào che nổi đâu em ơi." Bình luận của Hùng Văn Ngô lập tức được cộng đồng mạng chụp lại và chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người nói anh là đàn ông không nên so đo phụ nữ, nhưng cũng có ý kiến cho rằng phải thế nào thì chuyên gia trang điểm thẳng tính đến vậy. Hùng Văn Ngô là chuyên gia trang điểm sống và làm việc tại Mỹ. Anh thỉnh thoảng về Việt Nam chụp ảnh cùng một số ngôi sao. Hùng Văn Ngô được xem là một trong những chuyên gia trang điểm gốc Việt thành công trên đất Mỹ. Anh từng hợp tác với nhiều ngôi sao hạng A tại Hollywood, trong đó có Selena Gomez, thiên thần nội y Lily Albright, Cara Delevingne. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, bởi có vẻ vận đen đeo bám ca sĩ Lệ Quyên vẫn chưa kết thúc, khi mới đây nhất, một khán giả đã để lại bình luận cho rằng có bắt chước Hồ Ngọc Hà. Ngay lập tức, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã có những đáp trả thẳng thắn. Đáp trả những bình luận từ chuyên gia trang điểm nổi tiếng, Lệ Quyên chia sẻ: "Nếu chỉ vì sự happy và xinh đẹp của em làm ai đó không vui thì em đành xin lỗi vậy. Đây là nghĩa vụ em làm đẹp cho mình và cho cuộc đời, cho khán giả yêu thương em. À, em dốt toán lắm, nhưng mà công thức này em tính chuẩn luôn, cả nhà xem có đúng không nha. Không quen biết, cộng không liên quan, cộng không động chạm, cộng không nói xấu. Kết quả bằng, khinh đậm sâu." Ngay lập tức, dòng chia sẻ của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, là chủ đề khiến dân tình bàn luận sôi nổi. Video đến đây là hết rồi. Hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share, cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Tuổi Trẻ Việt TV nha.